Thầy sẽ nhắc cho chúng ta nhớ về kỹ thuật phân tích cơm, các tiểu phân cơ bản. Thì các tiểu phân cơ bản thì cũng có hai tiểu phân, bằng vô sóng và bằng số 8. Về bằng vô sóng thì chúng ta lưu ý là phần này chúng được thầy đã lên lực với chúng ta. Đây sẽ là kỹ thuật về bằng số 8. Bằng số 8 là đưa vô bằng tiểu vòng theo hình thức số 8, có hai vòng đối xứng nhau và chúng ta luôn nhớ là vòng bằng sau mà luôn đè lên 2/3 vòng bằng trước. Nếu chúng ta thông thạo hai tiểu vòng trên thì sẽ bằng được tất cả các bộ phận trên cơ thể. Về áp dụng cụ thể thì thầy hướng dẫn cho chúng ta bằng lòng bằng tay theo kiểu bằng tay số 8, các em quan sát đoạn video trên. Vậy chúng ta đã quan sát video và chúng ta xem hình vẽ bằng cách nhận kiểu số 8. Chúng ta quan sát về hình A là chúng ta cố định hai phòng, sau đó chúng ta quan sát hình B là hai đường đối xứng, hai đường đối xứng nhau, và chúng ta quay phần C là hai mũ số 8 và ba nó mạnh. Có sao trường hợp bằng cạnh trên bằng bên phải là như sau. Phần A là phần bằng bên phải có sao trên. Tiếp tục có sao bằng chiều số 8 bằng quay nách. Bằng quay nách. Phần A là bắt đầu đặt vòng bằng đầu tiên, phần B là cũng vòng tiếp theo, phần C là bằng sau. Tiếp tục quan sát bằng vùng gối, vùng gối. Đây là chúng ta đang ở bằng ngang, bằng ngang. Chúng ta cố định hai vòng là vòng A và phần B là cũng vòng tiếp theo, ở C là bằng sau. Chúng ta quan sát hình phía sau, mặt phía sau. Đặt ở vòng bằng đầu tiên là A, B là cuộc vòng tiếp theo, C là bằng sau. Bằng chỉ số 8, bằng chân
C A B là mũ quạt tiếp theo, C là quạt móc cung đầu mặt cổ thì chúng ta quan sát hình thứ nhất, phần A là cổ định, móc cung đầu mặt cổ thì chúng ta quan sát hình thứ nhất, phần A là cổ định hai cung đầu, sau đó phần B lưu ý đối với móc cung đầu đi phía trước là xuống, phía trước là đi xuống, phía sau là lên, chúng ta quan sát hình. Bóng mặt, bóng mặt thì chúng quan sát ở hình và bóng bụng đầu mặt cổ, tiếp tục quan sát bằng